Năm 2019, mặc dù gặp một số khó khăn do thời tiết diễn biến phức tạp, bệnh dịch tả lợn Châu Phi lây lan trên diện rộng, ảnh hưởng lớn đến ngành chăn nuôi, nhưng sản xuất nông nghiệp của tỉnh được mùa khá toàn diện, chương trình xây dựng nông thôn mới vượt kế hoạch. Năm 2019 Ủy ban nhân dân tỉnh công nhận 28 xã còn lại hoàn thành xây dựng nông thôn mới. Đến nay, 100% số xã trên địa bàn tỉnh được công nhận đạt chuẩn nông thôn mới. Có 3 huyện đã được Thủ tướng Chính phủ quyết định công nhận đạt chuẩn nông thôn mới và thành phố Hương Yên hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới. Có thêm 4 huyện cơ bản hoàn thành các tiêu chí huyện nông thôn mới là Yên Mỹ, Phù Cử, Kim Động, Quái Châu. Như vậy, chương trình xây dựng nông thôn mới tỉnh Hương Yên đã hoàn thành trước mục tiêu 2 năm là một trong tám địa phương của cả nước hoàn thành xây dựng nông thôn mới điểm nhấn thành công trong việc thực hiện xây dựng nông thôn mới ở tỉnh hương yên là việc tổ chức sản xuất nâng cao thu nhập cho người dân luôn được coi là nhiệm vụ trọng tâm xuyên suốt trong năm 2019, các địa phương đã chuyển đổi được gần 2.900 ha diện tích cây trồng kém hiệu quả sang cây trồng khác, nuôi thủy sản có hiệu quả kinh tế cao hơn vượt kế hoạch gần 5.000 ha, nâng tổng diện tích đất đã chuyển đổi lên trên 15.000 ha xây dựng được 92 cánh đồng sản xuất tập trung quy mô lớn với tổng diện tích là 2.800 hectare đã cấp giấy chứng nhận đạt tiêu chuẩn Việt Gáp cho 12 vùng sản xuất cây quả với diện tích 171 ha. Năng suất lúa bình quân hơn 64 tạ trên ha, tăng 2,38%. Giá trị thu nhập bình quân trên 1 hecta đất canh tác đạt trên 202 triệu đồng, tăng 10,5 triệu đồng so với năm 2018. Thu nhập bình quân đầu người khu vực nông thôn năm 2019 đạt trên 45 triệu đồng một người trên năm. Năm 2020, toàn tỉnh phấn đấu có thêm 4 huyện hoàn thành tiêu chí nông thôn mới, toàn tỉnh có 20 xã hoàn thành các tiêu chí xã nông thôn mới nâng cao, trong đó 5 xã đạt tiêu chí về xã nông thôn mới kiểu mẫu. Tiếp tục chuyển đổi những cái diện tích đất mà cây trồng kém hiệu quả sang cái hiệu quả kinh tế cao hơn. Cái thứ hai nữa là áp dụng các cái tiến bộ khoa học kỹ thuật để nâng cái thu nhập cũng như là tạo ra được một cái liên kết đối với các cái loại cây trồng vật nuôi và sản xuất nông nghiệp trên địa bàn của tỉnh và đặc biệt là chúng tôi sẽ hướng dẫn cho các xã thành lập các cái hợp tác xã kiểu mới liên kết đồng thời là sẽ kết hợp là xây dựng và thực hiện áp dụng tốt cái chương trình về Việt Gáp cùng với sự quan tâm của tỉnh, các cấp, các ngành các địa phương và sự đồng lòng chung sức của các tầng lớp nhân dân, hy vọng năm 2020 và các năm tiếp theo, diện mạo nông thôn mới tỉnh ta sẽ có kết cấu hạ tầng kinh tế xã hội hiện đại, cơ cấu kinh tế và các hình thức tổ chức sản xuất hợp lý, gắn phát triển nông nghiệp với phát triển nhanh công nghiệp dịch vụ, gắn phát triển nông thôn với đô thị theo quy hoạch, môi trường sinh thái được bảo vệ an ninh trật tự được giữ vững đời sống vật chất và tinh thần của người dân ngày càng được nâng cao